Jennie bị dọa đuổi khỏi Blackpink vì phạm điều cấm kỵ, Rose xấu tính tiếp tục hại Jisoo. Mới đây, trang HK01 đưa tin nữ thần tượng Jennie Blackpink gặp sự cố hớ hình khi mặc váy quá ngắn đi biểu diễn gây chú ý. Theo đó, khi đang biểu diễn tại Hồng Kông, Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Blackpink của Blackpink, nữ idol sinh năm 1996 chọn cho mình phong cách trẻ trung dễ thương. Cô phối áo crop top với chân váy xếp ly, thêm nơ buộc ở tóc và tất đùi. Thế nhưng vì chiếc váy quá ngắn nên trong quá trình nữ ca sĩ này thực hiện vũ đạo hay bị ánh sáng sân khấu chiếu vào, quần bảo hộ quá ngắn đã khiến một phần vòng ba lộ rõ gây phản cảm. Hình ảnh trên ngay lập tức được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự không hài lòng, tranh cãi việc sao nữ này mặc hớ hình. Vốn nổi tiếng là nữ idol có phong cách thời trang quyến rũ bậc nhất xứ Kim Chi, những năm trở lại đây Jennie càng nóng bỏng táo bạo hơn. Cô thường xuyên diện những thiết kế váy quần cực ngắn bó sát và thực hiện những vũ đạo khó, thế nên những sự cố hớ hình khi biểu diễn cũng xảy ra thường xuyên hơn. Cộng đồng mạng chia thành hai phe, người khen Jennie quyến rũ phóng khoáng, số còn lại cho rằng cô ăn mặc quá hở hang cần tiết chế lại. Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ ca sĩ không nhất thiết phải mặc quá ngắn như vậy. Vào đêm nhạc tối 11 tháng 3 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, ở giữa show, một cơn gió lạ bỗng thổi tóc váy mỹ nhân sinh năm 1996 trước hàng vạn khán giả có mặt trong concert. Rất may vì diện quần bảo hộ bên trong, nữ ca sĩ tránh được sự cố hớ hình. Tháng 10 năm 2022, khi biểu diễn tại concert tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ, trong phần trình diễn ca khúc Love Sick Girl, cũng vì gặp gió mà chiếc váy ngắn của Jennie bị bật lên, cô khá lúng túng vì tình huống bất ngờ này. May mắn rằng cô có diện quần bảo hộ bên trong nên không bị kém duyên, nhưng do chiếc quần ngắn hết cỡ nên Jennie đôi lúc vẫn hớ hình. Ở một diễn biến khác, Rose Blackpink là một trong những nữ thần tượng đa năng trong giới giải trí xứ Hàn. Bên cạnh tài năng âm nhạc, cô nàng còn đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu của một loạt thương hiệu thời trang mỹ phẩm đình đám như YSL, Tiffany & Co., Sungwoo. Vì vậy, giọng hát chính của Blackpink thường xuyên góp mặt tại các sự kiện đình đám của nhãn hàng. Sáng ngày 30 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Rose khiến fan đứng ngồi không yên khi xuất hiện cực sang trọng tại sự kiện của Sungwoo. Nữ thần tượng diện nguyên cây đen toát khí chất quyền lực, main vocal Blackpink vẫn duy trì kiểu tóc sáng màu để mái râu tôm quen thuộc. Ngay khi vừa bước xuống xe trước bảo tàng mỹ thuật Metropolitan, New York, Mỹ, nàng đại sứ toàn cầu của thương hiệu đã được vây quanh bởi lượng fan hùng hậu. Xuất hiện trong lễ ký kết giữa Sungwoo với The Mask, Rose được nhãn hàng tin tưởng giao nhiệm vụ host của sự kiện. Nữ thần tượng đầy tự tin gửi lời chào đến mọi người có mặt trong hội trường. Xin chào, mình là Rose. Mong rằng mọi người sẽ đều có một buổi tối thật tuyệt vời ở đây. Mình không thực sự giỏi với mấy bài diễn văn thế này, nên mong mọi người hãy thứ lỗi nếu mình lỡ có sai sót. Sự kiện giữa Sungwoo với The Mask diễn ra tại New York, Mỹ, thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, buổi lễ diễn ra trong bảo tàng mỹ thuật Metropolitan có sự hạn chế của truyền thông, nên những hình ảnh của nữ thần tượng vẫn chưa được công bố nhiều. Song chỉ với loạt khoảnh khắc bên ngoài đã đủ bảo chứng cho sức hút của Rose. Đầu tháng 9 năm 2022, Rose chính thức được tuyên danh phận đại sứ toàn cầu của thương hiệu mỹ phẩm Sungwoo. Nữ thần tượng được nhà mốt ưu ái bằng loạt quảng bá rầm rộ thông qua chiến dịch Sungwoo Rebloom. Đồng thời, một đại diện của Sungwoo cho biết, chúng tôi chọn Rose không chỉ dựa trên mối liên kết với thương hiệu mà còn vì sự chân thành của thương hiệu mà người mẫu có thể thể hiện. Chúng tôi đánh giá rằng khía cạnh dám nghĩ dám làm của Rose trong việc tận tâm để trở thành một nghệ sĩ trùng khớp với tinh thần tiên phong của Sungwoo. Là một trong những thành viên sở hữu danh tiếng ngày càng tăng cao, Rose lần lượt trở thành gương mặt được hàng loạt nhãn hàng săn đón. Vì vậy, cô nàng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện đình đám của nhiều nhà mốt danh giá trên thế giới. Tuy nhiên, với việc xuất hiện nổi bật này, một số khán giả cho rằng Rose chơi không đẹp và cố tình chiếm sự chú ý hại Jisoo trong thời điểm chị cả tung MV solo. Tối ngày 28 tháng 3, teaser MV Flower, ca khúc chủ đề trong album Me, được đăng tải qua các kênh chính thức của Jisoo. Teaser dù chỉ vỏn vẹn 21 giây cũng hé lộ nhiều cái nhìn mới về đĩa đơn solo đầu tay của Jisoo, đủ khiến màn debut solo của Jisoo đã tiếp tục trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ngày hôm sau. Hâm nóng nhiệt độ cho MV chính thức sẽ ra mắt vào ngày 31 tháng 3 tới.